Vâng, thưa các bạn, đam mê là vô tận và cũng có thể đam mê dẫn tới nghề nghiệp. Theo bước chân đam mê YouTube cây cảnh Phú Quảng, xin mời các bạn cùng đến với một cái vườn dưới. Và đây là một cái vườn dưới có thể nói nó là nơi khởi điểm của khu vực Hòa Bình về các tác phẩm dưới bám đá, ôm đá, nhè đá và không nhè đá. Trước mắt các bạn đó là những cái hình ảnh cụ thể về một cái công việc thường ngày của người làm phôi. Và các bạn có thể thấy đây là hai cái phôi dưới mà trong cái quá trình ươm mủ thì đang được nghệ nhân tạo tác. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cô Hà, một trong những người có cái thâm niên làm dưới rất lâu năm và đi đầu trong cái lĩnh vực làm dưới và chơi cây dưới ở Hòa Bình. Cháu xin chào cô ạ. Vâng, đây nhá các bạn nhá, đây là một trong những cái bước đầu tiên cô đang tiến hành xử lý. Sao lại cắt bỏ thế này hả cô? Cắt bỏ đi cho nó đẹp. Vâng. Ấy, có lẽ là tôi cũng là một người yêu cây, tạm gọi là yêu cây thôi ạ. Thế nhưng mà lần đầu tiên là tôi cũng được tiếp cận với một người phụ nữ rất yêu cây và có thể là duyên nợ đem cây làm cái nghề chính của mình. Và cũng có thể là rất hay cho YouTube cây cảnh Phú Quảng là trong những cái bước chập chững chơi cây thì được quen biết cô và cũng học được ở cô rất nhiều những cái nội dung kiến thức mà như đã được trao đổi trên YouTube với các bạn. Có lẽ là chúng ta sẽ phỏng vấn lại cô sau. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng YouTube cây cảnh Phú Quảng xem những cái tác phẩm của cô trên cái quan điểm đó là những cái kiến thức cơ bản nhất về ươm ủ cây phôi và làm nền tảng để chúng ta có những cái vận dụng vào phôi của mình. Trước mắt các bạn là một cái phôi dưới bám đá. Xin mời các bạn cùng theo dõi hệ thống đá đây. Và toàn bộ hệ thống thân đã ăn nhè vào đá đây ạ. Và đây là một cái cây dưới bám đá khá hay. Đây là trong cái thời gian đang ươm ủ các bạn nhé. Cho nên là chúng ta không theo dõi được hết toàn cảnh. Đây là toàn bộ hệ thống rất gọn gàng và sạch sẽ. Và đây là những cái phôi dưới nó đã phát triển. Xin được giới thiệu với các bạn. Có thể nói đây là một cây dưới rắn trực lắc. Điểm nhè thân có kê một viên đá. Đây là đá ăn nhè các bạn nhé. Đây là đá ăn nhè rất chắc chắn. Đây là mặt sau. Các bạn có thể thấy đây là một cái tác phẩm dáng theo kiểu trực lắc khá là hay. Và tôi tin rằng là đối với tác phẩm này thì cũng sẽ có rất nhiều ý tưởng để xử lý đối với người sở hữu. Bên cạnh cũng lại là tiếp tục một cái tác phẩm dưới bám đá. Đây là toàn bộ cái mặt đằng trước. Và các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ hệ thống điểm ăn đá nhè bệt theo viên đá này. Và đây chắc là cô đang xây dựng theo cái dáng rừng. Đây là mặt đằng sau các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái độ kỳ vĩ của tự nhiên. Hay nói một khác là chỉ có thiên nhiên mới có thể tạo tác ra được những cái tác phẩm dạng kiểu như thế này. Có rất nhiều thế dáng và các cái kiểu cây độc đáo. Đây là một cái cây mà toàn bộ những cái hệ thống điểm này nó đã bị lũa các bạn. Thế nhưng mà nó vẫn thể hiện cái sức sống rất là mãnh liệt. Đây cũng là một cái cây mà ăn nhè trên đá đây các bạn ạ. Đây các bạn xem cái đường chạy. Đường chạy. Và ăn xuyên viên đá xuống. Tạo thành một cái phối cảnh rất hợp lý. Đây, các bạn theo dõi rõ cái đường nhè của thân nhé.
đây là mặt đằng sau và có thêm những cái điểm mầm cũng đang phát triển rất là mạnh. Và như ở video clip trước tôi đã giới thiệu với các bạn thì rõ ràng là về mặt kỹ thuật ở đây các bạn thấy là cái sơ dừa là một trong những cái nó hỗ trợ rất tốt cho việc giữ ẩm cũng như là tạo cái điều kiện thuận lợi cho phôi dưới phát triển. Thì đây là lại tiếp tục được gặp lại ở đây. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi toàn cảnh. Tất cả các cái hệ thống chậu trồng các bạn đều nhìn thấy là hệ thống sơ dừa rất nhiều, phải không ạ? Thì đây là một trong những cái mà đã được giới thiệu với các bạn rất là nhiều và xin được chia sẻ những cái hình ảnh cụ thể về việc ươm mủ để hy vọng rằng mỗi chúng ta cũng sẽ làm chủ được những cái phôi mà mình yêu thích. Đây các bạn có thể thấy là sơ dừa ủ kín và có cái lưới tre ở bên ngoài. Như vậy là bảo đảm về mặt kỹ thuật đối với lại một cái cây phôi. Xin mời đến các bạn đến với lại cái hệ thống phôi dưới tầm trung. Đây là một trong những cái cây dưới đang phát lộc đây các bạn ạ. Thân cũng khá là to. Đây là dòng tầm trung các bạn nhé. Đây là một cái cây dưới mà nó được tạo nên từ cái hệ thống bệ rễ khá bắt mắt và khá hay. Đây là mặt sau của cây. Đây là một cái cây cũng khá là đặc biệt, đang được thiết kế và xử lý tay tán. Nó là một cái bộ khung làm bằng rễ và các bạn có thể nhìn thấy là như chúng ta nói là độ oan ta la văn của bộ rễ. Nhưng khẳng định với các bạn là nó rất là nghệ thuật và nó thuộc về của thiên nhiên ban tặng. Còn vấn đề chúng ta về, chúng ta xử lý như thế nào nữa thì nó lại phụ thuộc vào ý tưởng của mỗi người. Rất đẹp phải không các bạn? Với một cái bộ bệ như thế này, quá nhiều ý tưởng để cho chúng ta sáng tác. Ở bên cạnh thì mời các bạn lại theo dõi một cái cây dưới dáng song siêu. Đây là hệ thống đường thân. Đây là tổng thể của cây. Và cái bộ bệ đây các bạn có thể thấy là rất là đặc biệt. Và đặc biệt là hơn nữa đó là cái chậu. Chậu này thì khẳng định với các bạn luôn là không thể lẫn được đi đâu. Chỉ có ở nhà cô và vùng Kim Bôi Hòa Bình này mới có. Làng Xếu Hòa Bình này thì mới có cái kiểu chậu này. Rất hợp lý và cũng rất là lạ đối với lại những người chơi cây. Loại chậu này. Ở đây là mặt đằng sau của cây các bạn nhé. Vâng, và YouTube cái cảnh giới thiệu với các bạn một cái tác phẩm nữa. Tác phẩm này thì nó là một cái cây cổ thụ trực lùn lực và nhiều cành. Đây, các bạn có thể thấy là hệ thống bộ bệ cũng khá là khủng khiếp do toàn bộ các cái đường rễ chạy ra tạo thành. Hệ thống tay tán thì đang được dần chỉnh sửa. Ở đây là mặt trước của cây, ở đây là mặt sau của cây. Có thể nói là trong vườn có rất nhiều những cái tác phẩm có giá trị cao về mặt nghệ thuật. Và đương nhiên nếu như mà có cái hướng sửa chữa, xử lý và nuôi dưỡng tốt thì nó sẽ là một trong những cái tác phẩm đẹp của tương lai. Vâng, có lẽ là xin được dừng lại ở đây vì lý do là khu vực đây là khu vực cây hoàn thiện. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái điểm nữa để chúng ta theo dõi các cái sản phẩm, các cái cây mà đã được xử lý. Thì đây là một trong những cây dưới, nó được gọi là dạng cụm rừng trên thân. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là rất là đẹp. Và qua quá trình xử lý kỹ thuật của cô Hà thì hiện tại cây đã khỏe và lên rất là tốt. Cô ơi, cây này là thời gian là được bao nhiêu lâu rồi cô? Thời gian được chưa được một năm. Thời gian chưa được một năm các bạn nhé. Cô Hiếu, cô Hà người ta không biết đâu. À vâng, cô Hiếu Ngô. Vâng, nick Facebook của cô là cô Hiếu Ngô. Cô rất là thoải mái và vui tính. Với cái lời đăng stud là
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Vâng, mỗi ngày một niềm vui, mỗi tác phẩm là một cách thức thể hiện. Và đây là những hình ảnh chân thật nhất về một người đam mê cây, yêu cây và lấy cây làm cái duyên nợ chính của mình. Đây là mặt sau của tác phẩm. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Mặt sau của tác phẩm này thì theo thời gian thì cũng sẽ được lấp đầy và cân tán các bạn nhé. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo thành một cái tác phẩm cụm rừng trên thân khá bắt mắt và hợp lý. Vâng, chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều bạn đang thắc mắc. Và kể cả YouTube Cây Cảnh Phù Quảng cũng rất muốn hỏi cô là một người đi trước, đồng thời là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng ruối, về việc là đối với tỷ lệ sống chết, tỷ lệ sống chết của phôi ruối. Và sau đây thì YouTube Cây Cảnh Phù Quảng cũng sẽ thay mặt các bạn trực tiếp hỏi nghệ nhân là cô giúp cho YouTube Cây Cảnh Phù Quảng được hỏi là cái tỷ lệ sống chết của phôi ruối như thế nào ạ. Xin mời cô ạ. Chỉ được 70-80% thôi. Vâng, thế thì theo cô thì có bao giờ dám khẳng định là 100% đối với một phôi cụ thể không ạ? Cụ thể 100% là những cây phôi mình xem nó rễ của nó, với tuổi của nó đơ nhiều, rễ nhiều hay ít thì mình khẳng định được 100%. Vâng, thưa các bạn, với cái trao đổi của cô Hiếu Ngô thì rõ ràng chúng ta thấy là có những phôi vẫn khẳng định được 100% sống khi chúng ta kiểm tra được các yếu tố kỹ thuật về sức khỏe, về bộ rễ và về thời điểm thời tiết. Và đương nhiên có những cây không thể xác định được tỷ lệ sống bằng bao nhiêu phần trăm vì các lý do khai thác lâu chưa, rễ như thế nào. Và đó chính là những điều mà YouTube Cây Cảnh Phù Quảng xin được chia sẻ, trao đổi với các bạn.